Phật. Bạch chư tôn đức tăng ni, chư vị đồng tu, thực sự mà Diệu Âm nghe cái lời gọi là rất cảm động của một vị, có một người cha vừa mới vãng sanh, mà chính Diệu Âm cũng đã từng có cảm động như vậy. Và rõ ràng chư vị thấy một cái phương pháp mà đưa một người vãng sanh, nếu mà ngay trong gia đình chúng ta có hướng được cái phước phận này, chư vị mới thấy cảm động mà có thể nhiều khi đứng lên phát biểu mà phát biểu không ra lời. Cho nên chư vị mới thấy có người thân nhân ông bà cha mẹ chúng ta vãng sanh mới thấy cái giá trị tuyệt vời quý báu. Cho nên xin thành tâm tri ân quý vị ở Yên Bái, phải không? Cảm động vô cùng, và chính Diệu Âm lần đầu tiên nhận thấy một người vãng sanh, Diệu Âm cũng đứng coi như là muốn bắt cái điện thoại gọi một người thân để mà tới nhìn diện đó mà gọi không được, là vì quá cảm động. Mong chư vị đem cái cảm động này để cho mình được vãng sanh và lan tỏa cái cảm động này ra để nhiều người trực nhận ra con đường giải thoát mà đi vãng sanh, đừng tiếp tục đi trong cảnh sanh sanh tử tử mà còn chui vào tam ác đạo chịu nạn, tội nghiệp cho chính mình lắm đã nghe chư vị. A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Chúng con thành kính tri ân cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. Chúng con xin tri ân công đức của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn và trả lời câu hỏi. Chúng con xin tùy hỷ công đức của toàn thể đại chúng khắp nơi trên toàn thế giới đã tham gia buổi niệm Phật hội thảo hộ niệm ngày hôm nay. Chúng con xin hẹn gặp lại đại chúng vào buổi hội thảo hộ niệm thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2024. Chúng con xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đạo tràng tùy duyên, phước phận lớn quá.